Nam mô A Di Đà Phật. Hà quang giáp tí bằng nay, cơ trời đã khiến lập mấy đời thượng lai. Cậy ông trưởng lão giáo truyền, khuyên trong lễ thứ khắp nơi làm lành. Dương trần ít kẻ kinh thành, mạng lo làm dư việc lành bỏ đi. Ngọc hoàng lý nhỏ lắm ly, mới sai chư tướng xuống rằng dân làm đau nhiều bệnh muôn phần, cho nên Phật tổ ân cần ra đi. Tối qua ngọc đế một khi thứ dung trần thế nhớ dân đặng nhờ. Ngọc hoàng nghe nói ngẩn ngơ, mới sai chư gì một giờ dài đi. Xuống răng trần thế dễ thì dạy răng trần thế làm lành tôi thân. Ta nay phần cốt ở trần, phần hồn Phật khi sai gần phải đi. Giáo truyền thiên hạ vậy thì mười phần giải đăng vậy mà có hai. Tôi dựng Phật Như Lai, giải cầu mệt mỏi giải hoài không nghe. Thế trần đâu biết kiên dè, nghe lời ma quỷ lại chế Phật ấy trời. Giải truyền thiên hạ khắp nơi, trăm phần răng dài dễ thời đôi mươi. Thấy trong thiên hạ nực cười, kẻ ác thì có người lành thì không. Khuyên trong tính nơi thiện nam, gắn mà tu niệm thiên đàng đặng lớn. Ai mà chẳng có chí bền, ngày sau yêu quỷ phân thấy chẳng còn.
Hỡi mình là đạo làm con.